khá nhịp nhàng. Dứt điểm 1-0 cho BKB Bình Dương. Đó là pha ghi bàn của Tiến Linh. Cả hai bàn thắng trong hiệp 1 này đều rất đẹp mắt. Trận đấu đã bắt đầu. Khá nhịp nhàng. Dứt điểm 1-0 cho BKB Bình Dương. Đó là pha ghi bàn của Tiến Linh. Cả hai bàn thắng trong hiệp 1 này đều rất đẹp mắt. Pha đập nhả giữa Tiến Linh và Trọng Huy, những tài năng trẻ của lò đào tạo BKM Bình Dương, và kết thúc bằng một cú nã đại bác không thể cản phá của Nguyễn Tiến Linh. Ở trận đấu với Hải Phòng thì Tiến Linh cũng đã ghi bàn và là một trong những cầu thủ chơi hay nhất trong chiến thắng 5-0 trước đội bóng. Trọng tài bàn thứ tư ở trận đấu ngày hôm nay là Nguyễn Mạnh Hải, là hai người đã điều khiển trong trận đấu giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Hà Nội. Tuy nhiên ở trận đấu trên sân Hà Tĩnh thì trọng tài Đình Thái là người trợ lý cho trọng tài Nguyễn Mạnh Hải. Chúng ta cùng xem lại bàn thắng rất đẹp mắt của Tiến Linh. Khoảng trống đã xuất hiện sau những pha đập nhả của Tiến Linh và Trọng Huy Thành trong màu áo của Quảng Nam. Dưới những cơ hội mà viên Vũ Hồng Việt tạo ra cho anh. Không qua được hậu vệ cánh phải bên phía BKM Bình Dương. Và đây là tình huống phản công. Tiến Linh. Paulo Pinto đã phạm lỗi với tiền đạo bên phía BKM Bình Dương. Chúng ta đó là một tình huống phản công dành cho đội bóng đối thủ. Người phá bóng là Hồng Sơn. Việc ít được thi đấu cũng ảnh hưởng phần nào tới cảm giác thi đấu của Quốc Trí. Mặc dù anh là người đã có bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 8. Tiến Linh. Đối mặt. Không vào. Pha dứt điểm kỹ thuật của Tiến Linh nhưng bóng đã đi không vào khung thành của thủ môn Phạm Văn Cường. Tiến Linh đang có một phong độ hết sức ổn định. Pha đánh gót tuyệt vời của Yusuf Touré. Gustavo. Tiến Linh. Chuyền bóng cho Văn Vũ. Coi. Không được. Một pha chuyền bóng vô cùng không phạm lỗi. Tống Anh Tỷ. Rất hay. Như vậy sẽ là có tình huống phạt đền dành cho BKM Bình Dương sau tình huống phạm lỗi của Duy Khánh. Các cầu thủ chủ nhà đang phản ứng hết sức quyết liệt. Một tình huống động tác tay của Duy Khánh đã va vào mặt của Tiến Linh. Duy Khánh đã phải nhận một thẻ vàng. Và nếu như vẫn tiếp tục phản ứng mạnh mẽ như thế này thì không ngoại trừ anh sẽ phải nhận thêm một thẻ vàng thứ hai. Gustavo. 2-1 cho BKM Bình Dương. Đã dễ dàng đánh lừa được thủ môn Phạm Văn Cường. Duy Khánh ngày hôm nay đã thay cho vị trí của Huỳnh Tấn Sinh bị chấn thương. Và điều không may là anh lại là tác nhân khiến cho đội nhà phải nhận tình huống đá phạt đền như thế này. Một tình huống dứt điểm vô cùng kỹ thuật trên chấm đá 11m của Gustavo. Tiến Linh. Tiến Linh vẫn đang thể hiện được phong độ rất cao. Tô Văn Vũ đã vượt qua được anh hùng. Rất hay. Tiến Linh. Không được. Không có bàn thắng thứ 3 dành cho BKM Bình Dương. Những pha phản công rất sắc nét của đội bóng đối thủ.
Suýt chút nữa thì Tiến Linh đã có cú đúp của mình trong trận đấu ngày hôm nay. Cả hai bàn thắng của BKM Bình Dương ở trận đấu này đều có dấu giày của Nguyễn Tiến Linh. Ở bàn thắng, Huy Hùng là một cầu thủ rất mạnh trong những tình huống phát động tấn công. Bên cạnh đó là tình huống khả năng đánh chặn của anh. Tiến Linh, cầu thủ đã có bàn thắng gỡ hòa cho BKM Bình Dương trong hiệp 1 cũng đã rời sân. Và thay cho anh đó là số 18 Nguyễn Trung Đại Dương. Nguyễn Trung Đại Dương